Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga tấn công quân dự bị, chặn đà tiến công ở vùng biên giới cốt Đối thoại về Nga được coi là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nga sẽ giành chiến thắng vào đầu năm 2026. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau một tháng tiến vào Kursk, quân đội Ukraine đã không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu với Nga. Theo các chuyên gia phân tích, để đạt được mục tiêu ở Kursk, quân đội Ukraine đã tung vào chiến dịch những đơn vị chiến đấu giàu kinh nghiệm và được trang bị tốt nhất thậm chí huy động lực lượng dự bị còn lại ở các mặt trận khác hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá hành động này của tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã khiến lực lượng ukraine gặp rủi ro thất bại quá lớn việc gom toàn bộ quân dự bị đến kursk khiến phòng tuyến của ukraine ở donbass trở nên suy yếu và chúng không thể chống đỡ được các đợt tấn công liên tiếp từ nga mới đây bộ quốc phòng nga tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía bắc của nga tiếp tục tấn công theo hướng kursk đồng thời tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Trước đó, lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk hồi đầu tháng 8 khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã triển khai thiết bị quân sự tại tỉnh Sumy, nơi Kiev đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk với mục tiêu tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Bộ này cho biết lực lượng tên lửa và không quân tác chiến chiến thuật đã tiến hành các cuộc tấn công vào các điểm tập trung quân ở vùng Sumi và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn 1 cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Belopolie, Vodolagi, Jurabka, Obody, Katerinovka, Ruski, Papluka, Sumi, Khoten, và Bộ Quốc phòng nga xác nhận với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, sáu nỗ lực của đối phương nhằm đột phá qua biên giới nga theo hướng các khu định cư Noviput, Vseloe và Medvegi đã bị bẻ gãy. Trong khi đó, trong bài viết đăng tải ngày 15 tháng 9, tờ Bill của Đức tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky đang chuẩn bị kế hoạch tới Mỹ trong những tuần tới và trình bày chiến lược sửa đổi với tổng thống Joe Biden cũng như ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Theo hãng truyền thông Đức, các điểm chính trong chiến lược sửa đổi của ông Zelensky bao gồm yêu cầu được phép triển khai vũ khí tầm xa của phương Tây sâu bên trong lãnh thổ Nga cũng như sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn cục bộ dọc theo một số khu vực nhất định của mặt trận, sau đó tạm thời đóng băng tình hình. Theo nguồn tin tầm nhìn của Tổng thống Zelensky đối với cuộc xung đột ở Ukraine phụ thuộc vào việc phương Tây có cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa mà họ đã cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không quan tâm đến lệnh ngừng bắn hay ngừng bắn ngắn hạn mà Kiev có thể sử dụng để phục hồi tổn thất, tập hợp lại và tái vũ trang. Ông Putin nói vào thời điểm đó rằng Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn và dứt điểm cuộc xung đột. Một tháng trước đó, ông Putin đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine đưa ra các đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng họ sẽ không tìm cách gia nhập NATO và rút quân khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Kiev và những nước ủng hộ phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này. Tháng trước, ông Zelensky tiết lộ ý định trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine với lãnh đạo Mỹ vào tháng 9. Ông cho rằng kế hoạch này có thể bao gồm yêu cầu Mỹ cung cấp thêm ngân sách vũ khí. Theo ông, chiến thắng này sẽ phụ thuộc vào việc Washington có cung cấp cho Kiev những gì trong kế hoạch hay không. Dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên, tờ Wall Street Journal đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy cách đây vài ngày đã nói với các quan chức Ukraine trong cuộc họp kín rằng chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi phương Tây phải cung cấp hàng trăm tỷ đô la Mỹ hỗ trợ điều mà cả Washington và châu Âu đều không thể thực hiện được một cách thực tế. Kiev được cho là đang hối thúc phương Tây đưa ra một kế hoạch thực tế hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây tuyên bố rằng ông coi đối thoại với Nga là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Stoltenberg nói, có một điều rõ ràng để kết thúc cuộc xung đột này, đến một lúc nào đó cần phải bắt đầu lại đối thoại với Nga. Đồng thời, ông cho rằng điều đó phải dựa trên sức mạnh của Ukraine. Theo bình luận của tờ báo Nga Topcore.ru, vị tổng thư ký NATO người Na Uy là ông Jens Stoltenberg, người sẽ rời chức vụ lãnh đạo khối quân sự phương Tây vào hôm 1 tháng 10 tới đây và dự kiến sẽ trở thành người chủ trì hội nghị an ninh Munich. Mới đây đã đưa ra một bài phát biểu trước giới truyền thông để cho thấy mình sẽ không bị lãng quên. Ông Stoltenberg đã lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong 10 năm liên tục và vào ngày 14 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn về xung đột Nga-Ukraine với ấn phẩm Frankfurter Angemene, Son Tung, FAS của Đức, ông đã nói về ngày tồi tệ nhất của khối quân sự mà mình lãnh đạo. Trả lời câu hỏi, ông cho biết ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã trở thành ngày tồi tệ nhất đối với ông kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trước đó, tại cuộc họp chiến lược châu Âu Yanta, IES, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã từng nêu hai cách để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine hoặc là quân đội Nga bị đẩy lui khỏi lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực hoặc một tiến trình ngoại giao được đưa ra để đảm bảo Ukraine giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Ngoài ra, ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine và hỗ trợ nước này trên con đường giành chiến thắng trong xung đột với Nga. Cũng theo ông Zelensky, kế hoạch chiến thắng mà ông sẽ trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và thực hiện đầy đủ công thức hòa bình của Ukraine. Tuy nhiên, công thức hòa bình 10 điểm được Tổng thống Zelensky đưa ra trước đó cũng đã bị Nga xem là đề xuất phi lý. Trong bối cảnh đó, giáo sư người Na Uy Glenn Diesen cho rằng NATO đang đẩy thế giới đến bờ vực của cuộc xung đột toàn cầu. Ông Diesen nói, khi NATO đưa thế giới đến bờ vực xung đột toàn cầu, ít nhất chúng ta nên có một cuộc thảo luận về những gì đang xảy ra, thay vì trốn tránh những khẩu hiệu vô nghĩa như Ukraine có quyền tự vệ. Chuyên gia lưu ý, việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây trên lãnh thổ Nga sẽ trực tiếp lôi kéo NATO vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ở phương Tây không có cuộc thảo luận nào hợp lý hơn vì bất kỳ sự thông cảm hoặc hiểu biết nào về lập trường của Nga đều bị coi là phản quốc. Ông Diasen cũng đặt câu hỏi, NATO có thể tham gia sâu đến mức nào vào cuộc xung đột trước khi vượt qua ranh giới mong manh giữa xung đột ủy quyền với Nga và đối đầu trực tiếp người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov mới đây cho biết, Nga muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yanta, ông Budanov nói, cuối năm 2025, đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, họ muốn chấm dứt cuộc xung đột vào thời điểm đó. Bởi vì theo tính toán của họ, trừ khi họ rời khỏi cuộc xung đột với chiến thắng, thì về lâu dài, trong vòng 30 năm tới, Nga sẽ mất đi vị thế siêu cường mà họ mong muốn. Theo ông Budanov, Nga dự đoán mọi vấn đề của họ sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025. Khi đó, các vấn đề về tài chính, kinh tế và chính trị xã hội sẽ xuất hiện. Quan chức này cũng cho biết, vấn đề tuyển lực lượng đang ngày càng trở nên cấp bách với quân đội Nga. Theo ông, Nga sẽ phải đối mặt với tình thế khó xử trong giai đoạn hè 2025, hoặc là tuyên bố huy động lực lượng, hoặc bằng cách nào đó giảm cường độ giao tranh. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine nói thêm rằng tâm trạng công chúng Nga cũng bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực của Kiev nhằm đưa cuộc xung đột vào sâu trong lãnh thổ Nga. Đề cập đến các tài liệu của Nga, ông Budanov lưu ý rằng nếu Moscow không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Kiev, đến cuối năm 2025 sẽ chỉ còn lại hai siêu cường trên thế giới, Mỹ và Trung Quốc, và sẽ không còn chỗ cho Nga. Đồng thời nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn then chốt đối với họ, vì vậy họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi mọi tiến trình toàn cầu. Tất cả những gì họ có thể trông cậy là sự lãnh đạo khu vực và họ không hài lòng với điều đó. Trong bối cảnh đó, mới đây, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jack Sullivan đã cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng mong muốn thảo luận chiến lược của Ukraina với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky trong tháng này. Theo nhận định của giáo sư lịch sử Michael Kimech tại Đại học Công giáo và là nghiên cứu viên tại Viện Hàn lâm Mỹ ở Berlin, chiến lược của Mỹ trong cuộc xung đột Nga-Ukraina đã cho thấy hiệu quả đáng kể. Dù Kiev vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được chiến thắng quyết định, tuy nhiên Mỹ đã thành công trong việc đạt được mục tiêu chính của mình, kiềm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Nga và ngăn chặn Moscow đạt được những mục tiêu khu vực. Giáo sư Kim Mitch cho rằng, mặc dù Kiev chưa tạo ra được động lực quân sự mạnh mẽ, chiến lược của Mỹ và các đồng minh phương Tây đã thể hiện một sự hiệu quả nhất định. Trái với những lời chỉ trích cho rằng Washington không có chiến lược rõ ràng, thực tế là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các đối tác đã áp dụng một loạt các biện pháp mạnh mẽ nhằm kiềm chế sức mạnh của Nga. Chiến lược này bao gồm ba trụ cột chính, cung cấp viện trợ quân sự, tăng cường mối quan hệ đối tác quân sự với Ukraine và đưa Ukraine gần hơn với Liên minh châu Âu, EU cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Mới đây, ông Kirill Budanov, Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine, GUR, đã cáo buộc rằng việc Nga gia tăng sản xuất bom dẫn đường cũng như việc cung cấp đạn pháo từ Triều Tiên đang gây ra những vấn đề to lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Ông Budanov cáo buộc viện trợ quân sự từ Triều Tiên cho Nga là mối quan tâm lớn nhất so với sự hỗ trợ từ các đồng minh khác của Moscow. Ông nói, Triều Tiên cung cấp một lượng lớn đạn pháo, điều này rất quan trọng đối với Nga. Đồng thời cho rằng, có sự gia tăng cường độ xung đột trên chiến trường sau những chuyến hàng này. Ukraine và Mỹ cùng với các quốc gia khác và các nhà phân tích độc lập cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và đạn dược để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Ông Budanov nói tại hội nghị chiến lược Yanta do quỹ Viktor Pinchuk tổ chức ở Kiev rằng sự gia tăng sản xuất bom dẫn đường của Nga cũng đã tạo ra một vấn đề lớn đối với mặt trận. Ông Budanov cho biết thêm, sự gia tăng sản xuất tên lửa loại Iskander đã dẫn đến việc Nga sử dụng một lượng lớn vũ khí để tấn công Ukraine. Ở một diễn biến khác, những lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đang lớn dần lên trong những ngày gần đây, khi các cường quốc phương Tây được cho là đang cân nhắc khả năng cho Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết, ông cảm thấy bất ngờ trước ảo tưởng rằng nếu có xung đột, nó sẽ không lan rộng đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông cũng đề cập rằng trong khi các nước phương Tây cáo buộc Nga khoe khoang vũ khí, Mỹ lại muốn điều tra hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân đối với Đông Âu. Ông rõ ràng đang đề cập đến một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng để mô phỏng tác động của một cuộc xung đột hạt nhân lên nông nghiệp toàn cầu. Theo thông báo mời thầu được đăng trên nền tảng mua sắm của chính phủ, nghiên cứu sẽ tập trung vào các khu vực ngoài Đông Âu và Tây Nga, trong đó mô phỏng là tâm điểm của cuộc tấn công hạt nhân giả định. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine sẽ trực tiếp dẫn đến sự tham gia của Mỹ và các đồng minh vào xung đột với Nga và sẽ gặp phải một phản ứng thích hợp. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia sau đó nhấn mạnh rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ là sự can thiệp trực tiếp vào xung đột của NATO. Ukraine những tháng qua hối thúc Mỹ và phương Tây cho phép sử dụng các mẫu tên lửa tầm xa mà Kiev nhận viện trợ để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ nước Nga, bao gồm các sân bay chiến lược, với lập luận rằng đó là cách hạn chế Moscow phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có nước phương Tây nào chính thức đồng ý với đề nghị đó. New York Times mới đề cho hay, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn giữ nguyên quan điểm về việc không cho phép Kiev bắn tên lửa do Mỹ sản xuất vào sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Anh Starmer cũng cố gắng vận động Mỹ ủng hộ Anh để luân đôn cho phép Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow do Anh viện trợ vào Nga, nhưng dường như chưa có kết quả tích cực. Truyền thông Mỹ nói rằng một loạt bộ phận của Storm Shadow do Mỹ cung cấp nên bất cứ quyết định nào liên quan đến loại tên lửa này đều cần cái gật đầu từ Washington. Trong số các mẫu tên lửa nói trên, Storm Shadow và Scarp là hai tên gọi khác nhau của một loại tên lửa tầm xa phóng từ máy bay do Anh và Pháp cùng phát triển. Storm Shadow, Scarp bay với tốc độ tối đa 1.000 km một giờ, được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến. Đầu đạn trên tên lửa gồm liều nổ lõm sơ cấp để xuyên phá vỏ giáp xe tăng, bê tông cốt thép và nền đất, mở đường cho đầu đạn nổ phá cỡ lớn lao vào bên trong và gây sát thương tối đa. Thông tin về Storm Shadow, Scarp ít xuất hiện trên chiến trường những tháng gần đây do Ukraine chỉ được viện trợ số lượng hạn chế. Kiev từng bắn loại tên lửa này vào các mục tiêu ở bán đảo Crimea, gây thiệt hại đáng kể với một số mục tiêu của Nga ở đó. Khác với Storm Shadow và Scarp, mẫu tên lửa Atak-MS có tên gọi đầy đủ là hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật của Mỹ được thiết kế để khai hỏa từ xe pháo cơ động HIMARS hoặc xe M270 do Mỹ, Anh viện trợ cho Ukraine. Atak MS có nhiều biến thể đầu đạn khác nhau, từ đầu đạn nổ mạnh tới loại mang theo hàng trăm quả đạn con. Ngoài việc cho phép tập kích vị trí của lực lượng Nga ở khoảng cách xa một cách cơ động, Atak MS giúp Ukraine tấn công thêm nhiều mục tiêu ở bán đảo Crimea. Mỹ hồi tháng 9 năm 2023 bắt đầu chuyển giao biến thể M39 Block 1 của tên lửa Atak MS cho Ukraine Phiên bản này có tầm bắn khoảng 165 km, nặng 2 tấn, mang đầu đạn chùm, chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Cách đây vài tháng, truyền thông Mỹ nói Washington đã chuyển biến thể M39A1 Block 1 có tầm bắn 300 km. Biến thể này mang đầu đạn chùm, chứa 300 đạn con M74 và nặng bằng 1 phần 3 so với đầu đạn của M39 Block 1, đồng thời bổ sung hệ thống định vị vệ tinh để tăng độ chính xác. New York Times tiết lộ Mỹ sắp tới có thể sẽ viện trợ tên lửa JASSM, tên lửa hành trình không đối đất tầm xa liên quân cho Ukraine để lực lượng nước này khai hỏa từ tên quýt F-16. Ukraine đã đạt được nhiều thành tiệu trong chương trình phát triển tên lửa của mình, một trong số đó là dòng tên lửa chống hạng R-360 Neptune, vốn đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng từ năm 2020. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phát triển tên lửa tầm xa Sapsan với tầm bắn lên đến 500km và khả năng tiêu diệt được cả mục tiêu trên bộ và trên biển được biết đến với tên xuất khẩu là Hrim 2. Loại tên lửa này đã được sản xuất cho Ả Rập Xê Út với tầm bắn 280 km. Việc phát triển tên lửa cho thấy Ukraine đang muốn củng cố khả năng tự chủ quốc phòng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và nâng cấp liên tục các hệ thống vũ khí trong bối cảnh giao tranh kéo dài. Theo Reuters, trong ngày tiếp đón chuyến thăm của Ngoại trưởng Ba Lan, Radoslav Sikorsky, người đồng cấp Ukraine, Andriy Sybha tuyên bố việc lập kế hoạch ngân sách dài hạn và các quyết định chiến lược khác của Liên minh Châu Âu (EU) phải tính đến thực tế chính trị về tư cách thành viên tương lai của Ukraine. Ông Sybha nói: "Chúng tôi kỳ vọng sẽ có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Ukraine trong nhiệm kỳ chủ tịch của Ba Lan vào nửa đầu năm tới. Chúng tôi cũng trông đợi vào việc mở song song các nhóm đàm phán. Hai ngoại trưởng đã thảo luận về hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn và các bước đi then chốt mà các đồng minh cần thực hiện." để tăng cường sức mạnh cho Ukraine. Theo ông Cipha, một trong những chủ đề thảo luận chính với ông Sikorski là phát triển cơ sở hạ tầng biên giới và hậu cần, cũng như khả năng tăng cường kết nối đường sắt giữa thủ đô Kiev của Ukraine và Ba Lan. Trước đó, theo đài RT của Nga, bộ đôi diễn viên hài người Nga Vladimir Kunitsov, Alexei Stolyarov với nghệ danh Vovan và Lexus đã công bố đoạn video có sự góp mặt của ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Trong video, Vua Van đã hỏi ông Sikorski rằng liệu Warsaw có sẵn sàng gia nhập nhóm chiến đấu với quân đội Nga trên lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền hay không. Ông Sikorski trả lời: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rất do dự về điều đó. Vị quan chức này nói thêm rằng ngay cả đề xuất bắn hạ tên lửa hành trình của Nga trên miền tây Ukraine bằng tên lửa đánh chặn của Ba Lan cũng rất gây tranh cãi vì động thái này đồng nghĩa với việc tham gia vào cuộc xung đột. Nhà ngoại giao nói nếu mà trận bắt đầu sụp đổ, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng hiện tại, Ba Lan không có ý định thực hiện điều đó. Cho biết, Warsaw sẵn sàng đào tạo binh sĩ Ukraine và tạo điều kiện cho công dân Ukraine đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự trở về. Ngoại trưởng Sikorsky nhấn mạnh, tuy nhiên, binh sĩ Ba Lan sẽ không thể chiến đấu ở Ukraine trừ khi có một thỏa thuận hòa bình và đây là lực lượng gìn giữ hòa bình, Liên Hợp Quốc hoặc lực lượng nào đó. Khi đó, tình hình sẽ khác. Ông Sikorsky cho rằng các thành viên NATO khác cũng sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine bởi không quốc gia nào có ý định muốn cuộc chiến với Nga xảy ra ở Tây Âu. Theo ông, đây là một làn danh đỏ tuyệt đối. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan lập luận rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo tờ Wall Street Journal, xe tăng từng là biểu tượng của sức mạnh quân sự trên các mặt trận, hiện đang phải đối mặt với một thách thức mới đến từ UAV. Sự gia tăng sử dụng các loại UAV đã thúc đẩy quân đội trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Ukraine, thay đổi chiến thuật và cải tiến khả năng phòng thủ của các xe bọc thép. Từng được coi là vua trên chiến trường, xe tăng dưới đây dễ dàng bị UAV phát hiện và tấn công, đặt ra nhiều vấn đề cho các lực lượng quân sự, kể cả những lực lượng sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Cuộc chiến tại Ukraine đã đưa xe tăng vào một bối cảnh đầy thử thách. Mặc dù các phương tiện này đóng vai trò quan trọng trong việc tiến công vào các vùng của Nga, quân đội Ukraine và các đồng minh phương Tây đang phải xem xét lại cách chế tạo và triển khai xe tăng trong bối cảnh mới. Trong khi trước đây, Xe tăng đã từng dễ dàng vượt qua các đối thủ bằng hỏa lực mạnh và lớp giáp dày. Sự xuất hiện của UAV đã làm thay đổi tình thế. UAV có khả năng phát hiện xe tăng từ khoảng cách xa và hướng dẫn hỏa lực vào các mục tiêu một cách chính xác, gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng thiết giáp. Nhiều xe tăng tiên tiến của phương Tây, như xe tăng Abrams của Mỹ hay Leopard của Đức, đã bị phá hủy hoặc hư hỏng chỉ trong vòng vài giờ sau khi được triển khai. Việc này cho thấy rằng xe tăng không còn là phương tiện không thể bị đánh bại như trước trước tình hình này các lực lượng quân đội đã bắt đầu thay đổi thiết kế và cách thức sử dụng xe tăng tướng James Reni người đứng đầu bộ tư lệnh tương lai của lục quân mỹ nhấn mạnh rằng quân đội mỹ cần phải nhanh chóng thực hiện những điều chỉnh cần thiết để duy trì khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp những thay đổi về công nghệ bao gồm việc bổ sung các biện pháp đối phó với uav cải tiến khả năng di chuyển của xe tăng và tăng cường lớp bảo vệ một số tổ lái xe tăng ukraine đã lắp đặt các lồng kim loại xung quanh tháp pháo để bảo vệ xe khỏi các cuộc tấn công từ trên cao. Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong cách mà xe tăng được sử dụng. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đang áp dụng các chiến thuật mới để bảo vệ xe tăng khỏi tầm quan sát của UAV như di chuyển dưới các tán cây hoặc nhanh chóng rút lui sau khi khai hỏa. Những bài học như trên từ chiến trường Ukraine không chỉ tác động đến các lực lượng tại đây mà còn ảnh hưởng đến quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới. Lực lượng quân sự Mỹ đang xem xét các thay đổi cần thiết để tăng cường khả năng cơ động và giảm tải trọng của xe tăng. Ví dụ, xe tăng Abrams với dung tích bình nhiên liệu lớn và chi phí bảo dưỡng cao đang được xem xét cải tiến để nhẹ và linh hoạt hơn. Các công nghệ mới như lưới ngụy trang cũng được phát triển để giúp xe tăng khó bị phát hiện bởi UAV và giảm tín hiệu nhiệt. Ngoài ra, các hệ thống tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu tín hiệu điều khiển của UAV cũng đang được tích hợp vào các xe tăng như hệ thống Iron First của Israel. Mặc dù xe tăng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới các chuyên gia quân sự vẫn tin rằng chúng có vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Trung tướng Kevin Admiral, chỉ huy quân đoàn thiết giáp 3 của lục quân Mỹ, nhấn mạnh rằng xe tăng vẫn có khả năng tạo ra hiệu ứng sốc để phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương và củng cố các đợt tấn công. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự thay đổi trong chiến tranh hiện đại đã làm giảm đi một phần sự thống trị của xe tăng trên chiến trường. Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như UAV và vũ khí điều khiển từ xa, xe tăng buộc phải thích nghi hoặc sẽ bị thay thế. Ông Ulrich Kuen, chuyên gia vũ khí tại Đức vừa cho hay ông không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ cho thử vũ khí hạt nhân chiến thuật để gửi tới phương Tây một cảnh báo sinh động và rõ ràng. Ông Kuen đánh giá trong một cuộc trả lời phỏng vấn, đây sẽ là một bước gia tăng căng thẳng lớn trong xung đột Nga-Ukraine. Chuyên gia Kuen cho biết Nga chưa thực hiện một vụ thử vũ khí hạt nhân chiến thuật nào kể từ năm 1990, ngay trước khi Liên Xô sụp đổ. Theo ông, một vụ nổ hạt nhân sẽ báo hiệu sự khởi động một thời kỳ nguy hiểm hơn chuyên gia này nhắc lại rằng hiện NATO đang gia tăng viện trợ cho Ukraine bất chấp nhiều lần cảnh báo từ phía điện Kremlin, bao gồm cả các cảnh báo của ông Putin và ông Medvedev. Chuyên gia vũ khí Đức nhấn mạnh thử hạt nhân sẽ là diễn biến mới. Tôi không loại trừ khả năng đó. Động thái đó nếu xảy ra cũng sẽ phù hợp với việc Nga trong vài năm gần đây đã rút khỏi một số thỏa thuận an ninh quốc tế mà họ đã ký kết trong nhiều thập kỷ trước đó. Trong một cuộc phỏng vấn khác, chuyên gia an ninh Gerhard Mangold Tại Đại học Innsbruck ở Áo chia sẻ suy nghĩ tương tự, người Nga có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân chiến thuật. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Họ có thể cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật tại một địa điểm nào đó ở miền đông nước Nga để chứng minh rằng trong vấn đề hạt nhân, họ đã nói là làm. Trước đó, khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia nói rằng NATO sẽ là bên tham gia trực tiếp trong xung đột chống lại một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nếu họ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích Nga. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đang trong quá trình xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình, cụ thể là những hoàn cảnh mà Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Oleksandr Kamyshin, cố vấn về các vấn đề chiến lược của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Ukraine đã tự sản xuất được đạn pháo 155mm. Theo trang tin The Kiev Independent, ông Kamisin đã từ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine trong cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất thời chiến vào ngày 4 tháng 9. Nói với báo Naui, Netavision rằng sản lượng vật liệu quốc phòng của Ukraine đã tăng gấp đôi dưới sự lãnh đạo của ông. Ông Kamisin nhấn mạnh, vào cuối năm nay, con số này sẽ tăng gấp 3 lần. Ukraine từ lâu đã cố gắng tăng cường sản xuất đạn dược trong nước để trở nên độc lập hơn với các đối tác phương Tây. Vào mùa hè năm 2023, tập đoàn nhà nước Ukroboronprom của Ukraine cho hay, họ đã làm chủ được việc sản xuất đạn pháo 122 mm và 152 mm, cũng như đạn xe tăng 125 mm. Báo chí trước đó dẫn lời các quan chức cho hay, Ukraine hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO rất cần thiết, sớm nhất là vào nửa cuối năm 2024. Ông Kamysin nhấn mạnh đây là một quá trình rất phức tạp. Đây là điểm mà Ukraine chưa từng làm trước đây, nhưng cho hay ông không thể nói nhiều về việc sản xuất đạn pháo 155mm. Bất chấp những nỗ lực trong nước, quân đội Ukraine vẫn chủ yếu phụ thuộc vào việc cung cấp đạn pháo 155mm từ đối tác khi các nước châu Âu gia nhập lực lượng mua đạn dược bên ngoài châu Âu. Theo The Kiev Independent, Mỹ cũng đã mở một nhà máy mới vào tháng 5 năm 2023 để sản xuất đạn pháo 155mm cho Ukraine và tăng đáng kể sản lượng của một số nhà máy hiện có. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trước khi bắt đầu cuộc tấn công ở Kursk, Nga đã bắn gấp 12 lần số lượng đạn pháo quanh Pokrovsk so với các lực lượng phòng thủ của Ukraine. Hiện nay, Nga đang bắn khoảng 2,5 lần số lượng đạn pháo vào Ukraine. Con số này tuy vẫn gấp đôi nhưng đã giảm đáng kể so với con số khó khăn hơn nhiều trước khi cuộc tấn công ở Kursk bắt đầu. Tổng thống Ukraine nói trong sự kiện có sự tham gia của nhiều nhân vật cao cấp của Ukraine và phương Tây. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ theo dõi các thay đổi hàng ngày trên các mặt trận cho biết họ không thể xác minh độc lập số liệu của ông Zelensky về việc bắn đạn pháo, nhưng đánh giá rằng tốc độ tiến công của Nga quanh Pokrovsk đã chậm lại đáng kể kể từ đầu tháng. Việc thiếu đạn dược cho các hệ thống pháo còn được gọi là cơn đói đạn từ lâu đã là một vấn đề lớn của Ukraine, càng trầm trọng thêm bởi sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần cảnh báo phương Tây sẽ đối đầu trực tiếp với Moscow nếu họ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong nước Nga sẽ là một vấn đề lớn và ông không để điều đó xảy ra. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh trong cuộc họp với người dân ở thành phố Prenzlau, Brandenburg, tôi sẽ không cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Đức, ngay cả khi các quốc gia khác đồng ý Thủ tướng Scholz cũng loại trừ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine trong tương lai. Khi trả lời câu hỏi của người dân ở đây, viện dẫn lý do lo ngại tình hình có thể leo thang nghiêm trọng. Ông nói, tôi đã nói không với điều đó. Thủ tướng Scholz nói và nhấn mạnh, điều này vẫn có hiệu lực. Đó là lý do tại sao tôi sẽ giữ vững quan điểm của mình, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định ngược lại. Theo ông, quan điểm này cũng áp dụng cho các loại vũ khí khác. Bình luận về các báo cáo rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế hiện tại, ông Scholz cũng cho biết rằng không phải tất cả các suy đoán đều đúng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từng cho biết cần phải có nỗ lực mới để chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Moscow và Kiev. Mới đây, các chuyên gia của tờ National Interest đã phân tích lý do tại sao năm 2025 có thể là năm kết thúc xung đột tại Ukraine. Một trong những lý do chính liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận hòa bình. Đầu tiên, động thái quân sự của Ukraine ở khu vực Kurs được cho là đã tác động rất lớn, có thể trở thành con bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt chiến tranh. Thứ hai, Việc Ukraine tiến vào Nga cũng rất mạo hiểm. Chiến thuật của Nga đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, dẫn đến gia tăng thương vong và mất mát cho Ukraine trên cả chiến trường ở miền Đông và những nơi khác. Mục tiêu của Nga dường như là làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông sắp tới. Điều này khiến khả năng cuộc xung đột tiếp diễn không được ủng hộ. Thứ ba, nếu muốn căng thẳng quân sự, cả Nga và Ukraine đều không có nhiều lựa chọn và những lựa chọn đều mang tính rủi ro cao. Trong khi đó, Nga từng đưa ra ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh học thuyết hạt nhân các động thái liên quan đến vấn đề hạt nhân đều trở nên nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro trên nhiều mặt trận, khó có thể thực hiện trừ trong những trường hợp cực đoan. Thứ tư, Mỹ và châu Âu ngày càng mệt mỏi và không ủng hộ việc kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột. Rốt cuộc, dù kịch bản nào xảy ra, việc đàm phán giải quyết cuộc chiến ở Ukraine nên được xem là mục tiêu bao trùm của các bên, theo các chuyên gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khiến giới quan sát ngạc nhiên vào đầu tháng 8 khi ông tuyên bố rằng Ukraine đã tiến hành kế hoạch quân sự vào tỉnh Kursk của Nga. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 với ít nhất 1.000 quân Ukraine tấn công biên giới Nga bằng xe tăng và xe bọc thép. Diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine đang thảo luận về việc cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hoạt động táo bạo này đã tạo ra những tiền đề thuận lợi cho Kiev sau nhiều tháng liên tục chịu tổn thất khi Nga tiếp tục tiến về phía Tây hướng tới sông Dnieper. Tuy nhiên, sau một thời gian, quân đội Ukraine ở Kursk gần như không còn xe thiết giáp chiến đấu nào nữa do bị các lực lượng Nga phá hủy. Quân đội Ukraine ở Kursk đang bị mất tinh thần. Dù vậy, quân đội Ukraine tiếp tục vượt qua các cánh đồng phía Nam Tekino và phía Bắc Suza, chiếm được một số ngôi làng thuộc quận Gluskovki ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ xác nhận, cảnh quay định vị địa lý được công bố cho thấy lực lượng Kiev hoạt động ở Veseloye, phía tây nam Gluskovo và một nhà quan sát quân sự người Nga tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn này. Một số nguồn tin Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine AFU đã tiến về phía tây Medvedev, tức phía tây nam Gluskovo, và vào các cánh đồng phía nam Tekino, cách Gluskovo khoảng 25 km về phía tây nam, dọc theo biên giới với tỉnh Sumy. Những nguồn tin trên khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công gần Medvedev, Veseloye, Obukhovka ngay phía nam Veseloye và Noviput phía nam Veseloye. Theo nhận định đáng chú ý trong báo cáo của ISV, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp 3 lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk. Một số chỉ huy chiến trường của Nga hiện đang tiếp tục đưa ra các quyết định làm giảm chất lượng chung của lực lượng, ủng hộ chiến thuật tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy hơn là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, những người sẽ giúp quân đội Nga áp dụng tốt hơn công nghệ và đổi mới chiến trường và chiến đấu. Bên cạnh đó, quân đội Nga được cho là đang sửa chữa các phương tiện Ukraine thời Liên Xô bị bắt giữ để bổ sung cho các đơn vị của mình. Mới đây, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, ông Kirill Budanov, cho biết viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga là mối quan ngại lớn nhất so với sự hỗ trợ từ các đồng minh khác của Moscow. Ông Budanov nói, họ cung cấp một lượng lớn đạn pháo, điều này rất quan trọng đối với Nga đồng thời chỉ ra sự gia tăng các hoạt động trên chiến trường sau những đợt giao hàng như vậy. Ukraine và Mỹ cùng nhiều quốc gia và nhà phân tích độc lập khác cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang giúp Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và đạn dược để đổi lấy viện trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Ông Budanov cho biết tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yanta do quỹ Viktor Pinchuk tổ chức tại Kiev, rằng việc Nga tăng cường sản xuất bom dẫn đường cũng tạo ra vấn đề lớn cho tiền tuyến lực lượng của Ukraine đã bị kéo căng sau hơn 30 tháng, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng Ukraine cũng đã xâm nhập vào khu vực Kursk, phía tây nước Nga. Ông Budanov cho biết thêm, việc tăng cường sản xuất tên lửa Iskander đã giúp Nga sử dụng ồ ạt vũ khí để tấn công Ukraine. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ à tầng quan trọng của Ukraine trong năm nay đã gây ra thiệt hại đáng kể cho lưới điện của nước này, dẫn đến tình trạng mất điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Ukraine hỗ trợ phòng không. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm chế. Ông Zelensky nói, tôi đã có một cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ. Điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến. Mọi sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực. Tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ, nhà lãnh đạo cho biết thêm. Sau đó, ông Zelensky công bố một video về cuộc họp với các nghị sĩ và tuyên bố: "Tôi đã nói rằng trong tương lai gần, tôi sẽ đích thân trình bày một kế hoạch cho chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ."